Kính thưa các bạn, bữa nay mình đi đám giỗ ở Châu Thành, Tây Ninh. Đó, ở Châu Thành thì có đám giỗ, ở trển thì mình thấy cái cảnh ở ngay cái đây rất là đẹp. Hai cha con mới ghé tắp vô đây thu một bài ca để gửi đến các bạn. Bây giờ tranh thủ để rồi còn đi ăn đám giỗ, rồi về rồi làm phim tối nay cho các bạn xem. Đó, hai cha con làm kỷ niệm. Mong các bạn ủng hộ kênh, xem, chia sẻ và đăng ký. Chúc các bạn được tràn đầy năng lượng, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Và đây là bài ca quê hương dân anh trình bày. Bắt đầu. Cánh hoa cao sùng trắng bên đề
về non lá nguyên che, quê hương là đêm trăng tỏ, quá cao sùng trăm ngoài thềm, quê hương mọi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Ơi quê hương sanh ra ta già nuôi ta khôn lớn, không nhớ quê hương làm sao lớn nổi nên. Sao vừa xong rồi hả bà? Vậy đó. Bữa nay là mình cha con mình đi lựa mấy cái cảnh như thế này là quay, mai mốt cũng để về ha. Lâu lâu làm bài ha, tháng bài cũng được ha, kỷ niệm. Thích không? Rất là thích không? Rồi lấy cái bao đàn giùm ba, mặc áo vô hết đi. Rồi về, đi về. Sau đây là phần quay phim ngoại cảnh, chụp ảnh kỷ niệm cho dân anh. Bữa nay cha con tôi đây về tí cái gấu. Cha con mình vui quá phải không? Giờ xin các bạn nhớ đón xem kênh của Văn Anh 1237. Văn Anh là tên của em đó. Giờ ủng hộ giùm chương trình khắp nơi ca hát, cũng sẽ làm cái chương trình khắp nơi ca hát. Mong quý vị và ủng hộ. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin thật thật và đăng ký, nhớ đăng ký và xem chia sẻ giùm nha các bạn. Xin kính chào các bạn. Chào.